Nhờ sự định nghĩa giúp con phóng tâm, phóng dật, dễ vui và dễ ngươi là gì? Cái chuyện phóng tâm á, phóng tâm là cái trạng thái tâm không tập trung thì nó là phóng tâm. Ví dụ như quý vị đang nghe pháp mà quý vị làm việc khác là không tập trung, hoặc là đang làm việc này mà quý vị nghĩ về việc khác là nó không tập trung, thì cái sự không tập trung đó là phóng tâm. Còn phóng dật dễ vui dễ ngươi thì nó là một, nó mang ý nghĩa đó là không tập trung đúng mức vào cái cần phải tập trung, có nghĩa là không quan tâm đúng mức với cái cần phải quan tâm. Hiểu không? Ví dụ như đáng lẽ ra đó là mình cần phải tập trung vào việc học mà mình lo chơi, thì đó là mình không có quan tâm đúng mức về cái đáng lẽ ra là phải quan tâm đó. Hoặc là mình phải giữ giới không trộm cắp mà mình không có để ý đến nó và mình cứ trộm cắp, thì đó là không quan tâm đúng mức với cái cần phải quan tâm. Đấy. Hoặc là nhiệm vụ của mình là phải tu hành mà mình hết kêu gọi Phật tử này nó kêu gọi Phật tử khác, rồi mình chạy đi mình xây chùa, mình chạy đi làm từ thiện, mà nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ tu á, thì đó là phóng dật, là dễ vui, là dễ ngươi, đó là không quan tâm đúng mức cái cần phải quan tâm.